Có lẽ là hiếm ai lớn lên mà chưa từng đọc qua những cuốn truyện tranh. Bộ truyện tranh đầu tiên của tôi là Doraemon, từ lúc tôi còn chưa biết chữ, phải nhìn hình mà đoán ý. Trong một thời gian dài, Doraemon cùng các bộ truyện tranh Nhật Bản khác thống lĩnh thị trường Việt Nam. Trước tình trạng này, từ năm 2004, nhóm vẽ Phong Dương Comics ra đời, với thành công lớn nhất là đã thoát ra khỏi ảnh hưởng của manga Nhật Bản. Thành viên của Phong Dương Comics là hai tác giả Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Khánh Dương. Trong đó, Khánh Dương là người đã xây dựng hệ thống crowdfunding, tức là gây quỹ cộng đồng trên mạng, cho bộ truyện tranh truyền thuyết Long Thần Tướng vào năm 2014. Dự án đã trở thành chiến dịch gây quỹ cộng đồng thành công nhất Việt Nam trước giờ. Còn về truyền thuyết Long Thần Tướng, đầu tháng 3 năm nay, tập 1 của bộ truyện đã giành giải bạc cuộc thi International Manga Award lần thứ 9 tại Nhật Bản. Biên kịch Khánh Dương đó là vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Hãy nghe anh chia sẻ về thực trạng, những khó khăn cũng như là những tín hiệu lạc quan của truyện tranh Việt Nam. Hơn 20 năm, làng sách Việt Nam đã chịu một cơn chấn động lớn khi cuốn truyện tranh hiện đại Nhật Bản đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam, bộ truyện Doraemon. Cùng thời điểm đó thì cũng xuất hiện bộ truyện tranh hiện đại Việt Nam đầu tiên, Dũng sĩ Hesman. Từ đó đến nay thì dường như nền truyện tranh non trẻ Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc tạo dấu ấn đối với các độc giả Việt. Sự xuất hiện của một nhóm các tác giả trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây đã tạo nên những thay đổi tích cực. Ngày hôm nay thì tôi và các bạn sẽ cùng nhau gặp gỡ với biên kịch Khánh Dương, một trong những gương mặt nổi bật của làng truyện tranh Việt Nam. Xin chào anh Khánh Dương. Chào chị Nhật Phương, xin chào toàn bộ khán giả. Trong những ngày đầu năm 2016 thì cộng đồng truyện tranh Việt Nam đã được đón nhận một tin vui rất là lớn từ hai tác giả Khánh Dương và Thành Phong khi mà tập 1 của truyền thuyết Long Thần Tướng giành được giải bạc của cuộc thi International Manga Award lần thứ 9. Vậy thì anh có thể cho biết cái cảm xúc của anh khi mà truyền thuyết Long Thần Tướng giành được giải thưởng truyện tranh quốc tế do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức thì đã có từ năm 2007 và được trao hàng năm. Thực sự thì là khoảng độ tầm 6 năm trở lại đây thì năm nào chúng tôi cũng nhận được một cái thư mời từ phía Đại sứ quán Nhật Bản để gửi tác phẩm đi tham dự. Nhưng năm vừa rồi khi chúng tôi ra mắt cái cuốn truyện Long Thần Tướng này thì chúng tôi mới gửi đi. Cuối năm 2015 vừa rồi thì chúng tôi nhận được thông tin là bộ truyện giành được giải bạc. Đây là một cái vinh dự khá lớn cho truyện tranh Việt Nam. Tại vì về bản chất cái giải thưởng này đến từ một cái nền truyện tranh mà có thể đánh giá là số 1 thế giới hiện nay. Đây là một niềm tự hào chung cho giới truyện tranh Việt Nam. Tại Nhật thì mỗi năm ước tính nền công nghiệp truyện tranh tạo ra 2 tỷ cuốn sách và tạp chí, thu về 6 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, chính truyện tranh cũng giúp nước Nhật truyền bá văn hóa của mình đi khắp thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tấn công đó. Thế nhưng suốt 20 năm qua, dường như các tác giả truyện tranh Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc tạo dấu ấn đối với chính độc giả của mình. Truyện tranh bắt đầu có chỗ đứng trong lòng độc giả Việt từ đầu những năm 1990. Sau 10 năm, số lượng độc giả đã tăng lên nhanh chóng, ước đạt từ 6 đến 8 triệu người năm 2003 đến 2004. Tuy nhiên, gần như 100% độc giả chỉ đọc truyện tranh nước ngoài. Năm 2014, tức là hơn 10 năm sau, tại một cuộc khảo sát khác, truyện tranh Nhật vẫn là sự lựa chọn của 85% độc giả trẻ. Theo khảo sát của chuyên trang khảo sát thị trường Q&Me Việt Nam, về mặt xuất bản thì ngay cả ở thời điểm hiện tại, truyện tranh Việt Nam chỉ chiếm 1-2% thị phần truyện tranh trong nước, tức là nếu 100 cuốn truyện được xuất bản thì chỉ có một cuốn do tác giả Việt Nam thực hiện. Có vẻ như là độc giả Việt đang quay lưng lại với truyện tranh Việt. Suốt 10 năm qua, là độc giả không bao giờ quay lưng với truyện tranh Việt Nam. Từ cuối năm 2014 đến trong năm 2015 thì có nhiều sự chuyển biến trong nền truyện tranh Việt Nam. Trong năm 2015 vừa rồi, bản thân công ty Comicola và là cộng đồng truyện tranh cũng đã ra mắt được khoảng độ tầm 20 đầu sách. Một con số rất lớn so với 10 năm trước. Trong vòng 10 năm vừa qua cũng chỉ có từng đấy đầu sách ra mắt thôi. Độc giả luôn ủng hộ những cái tác phẩm truyện tranh Việt Nam. Và đỉnh cao của cái sự việc đấy là đến cuối tháng 8 năm 2015 thì mấy anh em chúng tôi tổ chức một cái sự kiện được gọi là Việt Nam Comic Day, kéo dài trong vòng 2 ngày, một ngày ở trong Sài Gòn và một ngày ở ngoài Hà Nội. Mỗi đầu đất nước thu hút được hơn 3.000 người đến và mọi người cực kỳ tâm huyết với cả truyện tranh Việt Nam. Thế nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng truyện tranh Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu. Vậy thì theo anh, đâu là điểm yếu nhất của truyện tranh Việt Nam? Tôi không phủ nhận là truyện tranh Việt Nam có điểm yếu,
mà một trong những cái điểm yếu lớn nhất là từ phía tác giả. Tác giả mà tâm huyết và chịu khó làm truyện tranh Việt Nam không nhiều, và đa phần là tác giả trẻ, họ không có nhiều kinh nghiệm sống và không có nhiều cái cơ hội để rèn luyện bản thân mình để có thể đưa được tác phẩm đến với công chúng. Tuy nhiên, tôi có một niềm tin rằng là chất lượng truyện tranh của Việt Nam đã thực sự là đã tiến bộ. Có một câu chuyện như thế này. Cuối tháng 1 năm 2016 vừa rồi thì chúng tôi nhận được một cuộc phỏng vấn từ phía một tạp chí ở bên Nhật. Tôi có giới thiệu một vài tác phẩm của các bạn họa sĩ trẻ. Ngay sau khi cái bài báo đấy được lên, khoảng 4 tiếng sau, một trong những họa sĩ truyện tranh nổi tiếng nhất Nhật Bản, One Punch Man, anh ấy đã trích dẫn lại bài báo đấy và viết một câu tiếng Việt và là thể hiện sự hào hứng đối với nền truyện tranh Việt Nam. Từ ý kiến cá nhân của tôi thì truyện tranh Việt Nam là một trong những cái sản phẩm giải trí mà tiệm cận nhất đến với mặt bằng chung của trên thế giới. Lấy bối cảnh từ năm 1882 đến 1285, truyện tranh giả sử Long Thần Tướng xoay quanh một giai đoạn đấu trí căng thẳng giữa nhà Trần với nhà Nguyên. Phần lớn các nhân vật hư cấu, cốt truyện mang màu sắc trinh thám, nội dung khơi dậy lòng yêu nước, hào khí Đông A. Sự thành công của Long Thần Tướng đã tạo một cú hích cho truyện tranh Việt. Từ đó các tác giả Việt tự tin hơn trong việc sáng tác. Truyện tranh Việt Nam dần trở nên phong phú hơn, hấp dẫn độc giả hơn cả về hình thức lẫn nội dung. Nhiều cuốn truyện tranh Việt đã đạt được số lượng lớn về phát hành, tạo được tiếng vang trong cộng đồng. Như trường hợp Nhỏ Món Ô, Mật Ngọt Chết Mèo với số lượng có thể đạt tới hàng ngàn bản. Vậy thì theo anh, khó khăn của các tác giả truyện tranh Việt Nam hiện nay là gì? Khó khăn lớn nhất của các tác giả Việt Nam hiện nay mà nói ra thì hơi ngại, nhưng mà thực sự là như vậy, là làm thế nào sống được bằng truyện tranh. Rất nhiều người đã bỏ và không làm truyện tranh nữa. Họ có chia sẻ với tôi là rất muốn, rất yêu truyện tranh, nhưng mà nếu tiếp tục với truyện tranh thì không thể nào mà có thể duy trì cuộc sống được. Và những anh em đến giờ này mà còn tiếp tục duy trì cuộc sống với truyện tranh là họ phải có một cái nghề tay trái. Vâng, có thể thấy là nếu muốn sống được thì các tác giả truyện tranh Việt Nam phải đưa được các tác phẩm của mình đến với độc giả. Thế nhưng trong số 64 nhà xuất bản của nhà nước và một số công ty xuất bản của tư nhân thì chỉ có một vài đơn vị là nỗ lực phát triển truyện tranh Việt Nam. Còn lại thì hầu hết đều lựa chọn phương án an toàn, thu hồi vốn cao hơn, đó là xuất bản truyện tranh nước ngoài. Có cùng một số trang, thế nhưng truyện tranh Việt luôn đắt hơn một cuốn truyện tranh Nhật Bản hay Hàn Quốc. Bởi khi nhập khẩu, các nhà xuất bản được giảm bớt nhiều công đoạn làm truyện tranh. Chỉ cần gia công, in ấn, phát hành. Trong khi đó, xuất bản truyện tranh Việt phức tạp hơn nhiều. Bên truyện tranh Việt Nam là mình phải đầu tư. Mình phải có một cái ekip từ đầu đến đuôi luôn, từ khâu kịch bản, họa sĩ, đồ họa, rồi tất tật những thứ là mình làm từ A đến Z luôn. Chưa kể, các truyện tranh nhập khẩu về phần lớn là các tác phẩm đã có được thành công nhất định. Do vậy, các nhà xuất bản có thể in số lượng lớn ngay từ đầu và ít rủi ro về mặt doanh thu. Với truyện tranh Việt, họ phải thử nghiệm từng bước một. Có thể trong một vài năm đầu không thu hồi được vốn. Bởi vì thường chúng ta bản in ban đầu là 2.000 bản. 2.000 bản làm sao thu hồi vốn được. Có những cái bộ sách chúng tôi biết, in đến lần thứ 2, thứ 3 bắt đầu mới bù được cái số vốn đầu tư ban đầu bỏ ra. Trong bối cảnh khó khăn đó thì các tác giả trẻ đã tìm ra một hướng đi mới cho mình, đó là tiếp cận trực tiếp độc giả bằng con đường gây quỹ cộng đồng. Cuối năm 2014 thì tập 1 của bộ truyện tranh Giã Sử Long Thần Tướng ra mắt, và cuốn sách như một sự khởi đầu cho hình thức xuất bản gây quỹ cộng đồng, mở đường cho giới truyện tranh vẫn đang loay hoay tìm đường đưa tác phẩm tới công chúng. Anh có thể cho biết là sao lại chọn con đường này ạ? Chúng tôi muốn là có một cái phép thử để xem là độc giả họ có sẵn sàng bỏ tiền cho một cuốn truyện tranh Việt hay không. Thì trong vòng 2 tháng thì Long Thần Tướng 1 đã gây quỹ được hơn 300 triệu và hiện nay thì vẫn là cái dự án gây quỹ cộng đồng lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Dựa trên tính toán chi phí từ sáng tác đến thiết kế, vận chuyển, phát hành, tác giả của Mật Ngọt Chết Mèo cùng bạn bè của mình đã kêu gọi ủng hộ xuất bản truyện trên mạng. Tất cả thông tin về dự án, quyền lợi của người góp vốn được công bố chi tiết. Nhóm đã phải nỗ lực từng ngày để huy động được vốn. Vài ngày đầu thì con số nó vẫn tăng, nhưng vào cái giai đoạn giữa chiến dịch thì mọi thứ bắt đầu chững lại. Tôi vẫn cứ tiếp tục đưa truyện lên mạng và vẫn tiếp tục giới thiệu. Các bạn sẽ nhận được những cái tác phẩm như thế. Gây quỹ trong 3 tháng, nhóm đã quyên góp được 120 triệu đồng tiền in ấn tác phẩm. Mỗi người một vài trăm nghìn, cho tới vài triệu, dự án đã thu hút được gần 1.000 người góp vốn. Đấy là cái mô hình mà mình nghĩ là nó sẽ rất là tốt, bởi vì là một tác phẩm hay nó sẽ được cộng đồng đón nhận và cộng đồng ủng hộ thì tác phẩm đấy sẽ xuất bản được luôn. Thay vì phải đi gõ cửa các nhà xuất bản, việc kêu gọi góp vốn từ cộng đồng khiến đội ngũ tác giả trẻ có được sự độc lập nhất định. Nhưng không phải nhóm tác giả nào cứ vẽ tốt, làm nội dung tốt cũng có thể trở thành nhà kêu gọi vốn tốt. Sau khi cái quỹ cộng đồng xong thì cái số tiền thu được
chỉ vừa đủ để sản xuất ra các cuốn sách phiên bản đặc biệt để làm quà tặng cho độc giả, và cái số tiền thu lại cho tác giả không có nhiều. Tuy nhiên, cái quỹ cộng đồng nó tạo ra một cái hiệu ứng rất tốt, đó là hiệu ứng truyền thông. Và rất nhiều cuốn sách là sau khi cái quỹ cộng đồng thành công tập 1 thì từ tập 2, tập 3, tập 4 có thể xuất bản theo mô hình truyền thống, tiếp cận với các nhà xuất bản. Các tác giả trẻ có thể là làm thế nào để họ có thể sống được với truyện tranh, thì chúng tôi giải quyết bài toán đấy bằng một cái hy vọng có thể phát triển một cái hệ sinh thái xung quanh truyện tranh. Đó là gì? Đó là phim hoạt hình, đó là phim ảnh, đó là các sản phẩm ăn theo như mô hình, các sản phẩm lưu niệm. Đó là cách mà các nền truyện tranh lớn ở trên thế giới như Mỹ và Nhật Bản đều họ đang làm và rất thành công. Chúng tôi luôn hy vọng rằng là truyện tranh Việt Nam không chỉ ở trong Việt Nam mà có thể vươn tầm ra ngoài khu vực. Với những tín hiệu khởi sắc của truyện tranh Việt Nam trong thời gian gần đây thì hy vọng rằng nền truyện tranh Việt Nam với những tác giả trẻ đầy nhiệt huyết sẽ tạo được một bản sắc riêng cũng như tạo được những bứt phá trong thời gian tới. Điều mà tôi chú ý nhất là bộ truyện Long Thần Tướng ra đời nhờ dự án gây quỹ cộng đồng, cho thấy là đang có rất nhiều người quan tâm đến lĩnh vực truyện tranh ở Việt Nam. Thêm nữa, Long Thần Tướng lại viết về chủ đề lịch sử, dù rất là cần thiết nhưng trước nay cứ bị chê là có cách truyền đạt còn khô khan, khó tiếp cận giới trẻ. Tôi đang mường tượng đến một ngày không xa, những bộ truyện như là Long Thần Tướng sẽ có trong tay của mọi đứa trẻ Việt Nam. Trí óc trẻ con rất dễ tiếp nhận cái mới và những gì đọc được có thể in đậm trong lòng các bé tới tận khi trưởng thành. Bằng chứng là thế hệ của tôi hiện giờ thì vẫn cứ nhớ về Doraemon, Jane và Seiko, Suka. Thế nên lúc đọc những bộ truyện như Long Thần Tướng cũng là lúc các em tiếp nhận lịch sử một Việt Nam một cách tự nhiên nhất, lòng yêu nước và tự hào dân tộc qua đó cũng lớn dần theo năm tháng.